nhìn hello anh em. Bữa giờ đội tuyển Việt Nam đá AFF Cup đó, nay mình diện áo đội tuyển Việt Nam nè. Còn đây là cái áo bữa mình xin chữ ký đầy mẫu màu trắng anh em ha. Đó, anh em thấy rõ không? Nhưng mà chữ ký này chứ của đội tuyển Busan, không phải đội tuyển C11. Nhưng kệ em sao. Thì sẵn đây là 12 tháng 12 là có sale lớn, bán áo đội tuyển giảm 25%. Nha, 25% và tặng kèm 50 cái voucher nữa. Thì anh em là có nhu cầu muốn mua áo đội tuyển và các sản phẩm bóng đá khác, chẳng hạn như bóng đó, bóng có cờ đội tuyển Việt Nam luôn nè, thì anh em có thể xem dưới phần mô tả nha. Có thể click vào link đó để mua hàng. 12/12 sale ngập mặt luôn ha, giảm 25% đồ, 50 voucher đồ, nhớ mua nha. Rồi giờ thì ra sân banh thôi. Sân này gọi là sân Mobifone, nó giao giữa Thành Thái với lại cư xá Bắc Hải đó. Tại sao gọi là Mobifone, trên đây nó có tòa nhà Mobifone này. Đó. Mà nhìn có vẻ sân khá là u tối và cũ kỹ, khung thành lưới rách hết trơn. Đây có xe đạp đẹp ta, không biết qua ai dắt vô đây luôn. Đá hồi chúng xe đạp banh. Đó, thì đội mình đang ngồi ở đây vừa được 3 cầu, chắc mình nữa 4 cầu. Còn những cầu khác thôi chưa thấy tới. Sẵn tiện nói luôn, cáp kèo sân banh là nó cáp random. Mình lên mình mới biết đội đối thủ là ai đó, đội đối thủ bên kia nhìn cũng biết có tốt không thì hên xui, đâu có biết đâu, nên ra là không phải lúc nào cũng có kèo đá gây cấn hấp dẫn đâu ha. Thì đó, mình đá lung tung mà, chỗ này đá gặp đội này yếu rồi bữa sau gặp đội mạnh, không có biết đường đâu. Nên thành ra thì anh em cứ xem đi, thì nói chung mình cũng cố gắng ráng đá tốt cho anh em xem vui thôi, đá banh vui vẻ sức khỏe mà thắng thua gì đúng không. Đó thì cơ bản là vậy thôi. Còn đối yếu hơn mình thì mình hay hơn họ, còn mà gặp đối toàn là tuyển Việt Nam không mình sao hay hơn được đúng không. Đó, rồi thôi, chia sẻ đơn giản vậy thôi, giờ thay đồ ra. Ồ, áo xám đồ. Hai mình cứng vậy. Lấy vô người thôi. Thôi. Sở nhà bành cứng quá, để kiểm tra lại cái. Rồi, 0.55 ok. Em hơn xíu rồi đúng không? Là lên cao luôn. Nope. Lũng lưới luôn. Chỗ Khoa. Hôm nay có Khoa lên nữa. Tập tay cái coi. Hay quá Nhưng ơi. Tôi thui trời.
Nope. Hết nhớ. Chuông không không nổi rồi. Kéo anh đây chút nào. Tới bình rồi. Rồi bản 2. Rồi. Vậy luôn. Rồi bước ép cánh đi. Đúng rồi. Ây da, đá xong chào luôn. Nó bành cứng thiệt. Chân trái lụm lưới hoài luôn trời. Nhân bất bại. Mình nhân cày luôn. Tôi sao mình lên kịp. Nhanh dữ trời. Mười chín. Phương lên kìa, lên kìa. AB Bank Ngân hàng An Bình. Em chứ. À, đèn không thấy luôn. Ôi, có rác trên sân kìa. Lượm rác hoài ta. Thank you.
Đó, gì đá gì lụng lưới quá trời. Đá banh là ngủ ngoài sân nhìn tay. Gãy móng mình đau quá. Chết chêu cầu khòe ẩu. Nope. Tiếp quá. Sao lưng. Kì. Ok đó. Đi theo retire luôn trời. Đây. Hai. Rồi. Chơi lên, chơi lên, chơi lên. Vô luôn à? Ghê vậy Khoa. Xuống gôn lại. Ôi trời. À, cột hai quá mà. Giờ đúng không ta? Hình không biết vô chưa. Chắc chưa vô đâu. À, cột ngoài. Hey. Đây. Mày đỡ kịp luôn trời. Ây xia tòa hụt nữa rồi. Sân phía sau thì không bật đèn mà mình mặc đồ đen xám đen, đứng vô không thấy mình khúc này đâu luôn, đã vậy còn khung thành vậy nữa này, chú cha sút quả nào quả nấy lủng lưới luôn á trời ơi. Đây một sân mới, bên đây có sân bóng rổ mà lưới rách hết trơn, phía sau đây mà là một sân mới luôn nè. Nói chung là theo mình thấy khảo sát nãy giờ là có 5 sân, 1 sân bóng rổ, 4 sân bóng đá. Trong đó có 2 sân cực kỳ cũ kỹ ở đây, lưới rách tè leo khoe.
khúc này không có lưới chăng luôn, đá lụm banh thấy bà nội luôn đó. Còn hai khung thành thì ta nói thấy không, lưới rất tè le luôn. Một trận banh nói chung là các bạn cũng yếu mà, nên thành ra đội mình cũng đá sức khỏe thôi. Rơi rơi dắt dắt chị ai ghi bàn đuổi ghi bàn đó, vậy thôi. Thì anh em thấy hay like đăng ký nha. Sẵn nói anh em luôn là cáp kèo mà hên xui lên sân mới biết là người ta mạnh hay nhẹ đó. Thì người ta yếu thì mình đá kiểu yếu, còn người ta mạnh thì mình ráng gồng để mình đá thôi. Nhưng mà nói chung là đội mình cũng mấy anh em đá tốt mà. Rồi vậy thôi nha, anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha. Chào gặp lại, bye bye.